Quý vị và các bạn thân mến, đối với thị trường vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch sôi nổi và đang khiến các nhà đầu tư đứng ngồi không yên. Khi mà giá kim loại quý này đã tăng vọt sau một thời gian ngắn giảm xuống dưới mức 1.700 USD trên ounce. Xin được mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trên thị trường vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch sôi nổi, nhiều biến động, thị trường đã dần phục hồi sau đợt mất mát lớn của tuần trước. Theo ghi nhận, tại phiên đóng cửa thị trường tuần này, trên sàn giao dịch điện tử Kitco, giá vàng chốt phiên giao dịch cuối cùng tại 1.780,7 USD trên một ounce, tăng mạnh tới 25,7 USD trên ounce, tương đương tăng 1,5% chỉ trong vòng một ngày. Đây cũng là phiên tăng thứ tư liên tiếp của kim loại quý trong tuần. So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới hiện giao dịch cao hơn khoảng 16,6 USD trên ounce. Nếu tính từ mức giá thấp nhất, kim loại quý giao dịch đầu tuần này là 1.688 USD trên ounce, giá vàng đã tăng một mạch gần 92 USD lên mức giá hiện tại, tương đương mức biến động là 5,4%. Với thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch tuần này, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,55 cho đến 57,25 triệu đồng trên lượng, tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch hôm trước. Chênh lệch giá bán và giá mua đang ở mức 700.000 đồng trên lượng. Các thương hiệu vàng khác trong hệ thống không có nhiều thay đổi. Cụ thể, tại tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, nhiều địa điểm kinh doanh vẫn nằm trong vùng giãn cách xã hội tại khu vực có nguy cơ cao về lây nhiễm. Giá vàng trên bảng điện tử vẫn không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 56,40 cho đến 57,40 triệu đồng trên lượng. Hệ thống PNG niêm yết ở mức 56,40 cho đến 57,10 triệu đồng trên mỗi lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,15 cho đến 57,70 triệu đồng trên lượng. Riêng bảng giao dịch điện tử của Bảo Tín Minh Châu vẫn đứng giá trong nhiều ngày nay và đang niêm yết ở mức 56,90 cho đến 57,52 triệu đồng trên lượng. Giá vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long giao dịch ở mức 51,51 cho đến 52,21 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trang sức giao dịch ở mức 50,75 cho đến 51,85 triệu đồng trên lượng. Hiện tại, quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 USD tương đương 22.930 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 49,14 triệu đồng trên lượng, như vậy thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,11 triệu đồng trên mỗi lượng. Dù đã giảm hơn 1 triệu đồng so với mức chênh kỷ lục vào đầu tuần này, nhưng mức chênh lệch trên vẫn là rất cao giữa giá vàng trong nước và thế giới. Điều này đồng nghĩa với người mua vàng trong nước đang phải trả giá đắt hơn thế giới gần 17% để cùng mua một lượng vàng. Và với những yếu tố như thời điểm này, liệu rằng đây có phải là thời điểm tuyệt vời cho người mua? Mùa hè này, thị trường vàng đang khiến cho các nhà đầu tư đứng ngồi không yên khi mà giá kim loại quý tăng vọt sau một thời gian ngắn đã giảm xuống dưới mức 1.700 USD trên một ounce. Vàng đã tăng hơn 25 USD khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan khảo sát gây thất vọng, chỉ số này đã giảm xuống 70,2, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Điều này dẫn đến việc đồng USD bị bán tháo và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường kim loại quý. Theo người đứng đầu chiến lược toàn cầu Barrett Malik của TD Securities cho biết, chúng tôi nhận thấy chỉ số USD đã giảm xuống còn 92,5 điểm và sự sụt giảm đáng kể trong lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm và 30 năm. Thị trường hiện đang lo lắng về nền kinh tế Mỹ và biến thể Delta đang lan rộng. Bây giờ là hợp lý để giả định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang tập trung vào các con số kinh tế vĩ mô, thông báo thay đổi chính sách tiền tệ dự kiến có thể không mạnh như nhiều người mong đợi. Theo chuyên gia về kim loại quý của Gaynell Velikoy, Everett Millman cũng cho hay dữ liệu lạm phát cũng là tín hiệu tích cực đối với vàng. Lạm phát Mỹ có thể đã lên đến đỉnh điểm, điều này có nghĩa là Fed không quá vội vàng để thay đổi chính sách tiền tệ. Theo chuyên gia Millman cũng chỉ ra, giá vàng dưới 1.800 USD trên ounce là một điểm tuyệt vời cho người mua, khiến cho kim loại quý này trở nên khá hấp dẫn dựa trên cơ sở kỹ thuật. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, đây là mức giá rất hấp dẫn, điều đáng khích lệ là vàng đang phục hồi nhanh chóng, chỉ trong vòng vài giờ, vàng đã quay trở lại trên 1.700 USD, tôi sẽ không bị sốc nếu kim loại quý này vượt qua mốc 1.800 USD trong tuần tới, bây giờ tôi lạc quan về kim loại quý. Bên cạnh đó, dấu hiệu tích cực khác đối với vàng là nhu cầu vật chất đang tăng lên ở châu Á. Có một số dấu hiệu khá lạc quan về phía nhu cầu, chúng tôi nhận thấy doanh số bán đồ trang sức bằng vàng và đồng xu bằng vàng đang đi đúng hướng ở Ấn Độ, điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu săn hàng nhiều hơn.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, diễn biến quan trọng cần theo dõi là nỗi lo về trần nợ. Tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang kêu gọi các nhà lập pháp nâng cao trần nợ theo con đường đồng thuận lưỡng đảng như một biện pháp xoa dịu Đảng Cộng Hòa trước nguy cơ chính phủ của ông Joe Biden sẽ cạn kiệt tiền vào tháng 9 năm 2021. Trước đây, khi thị trường trở nên lo lắng về vấn đề này, giá vàng trong trạng thái tích cực. Theo chuyên gia Milman cho biết rằng, những lo ngại về trần nợ là nguyên nhân tiềm ẩn đối với vàng. Kể từ năm 1971, giá vàng đã tăng song song với nợ quốc gia. Các vấn đề về trần nợ luôn được giải quyết, nhưng nếu thị trường bắt đầu lo lắng về nợ ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng, thì câu chuyện của vàng sẽ tự nhiên được cải thiện. Vàng là một hàng rào chống lại việc chính phủ quá lỏng lẻo với các chính sách tài khoá. Vậy thì ở thời điểm này, diễn biến quan trọng cần lưu ý trong tuần tới sẽ là gì? Tuần tới, một trong những công bố kinh tế vĩ mô quan trọng hơn cần theo dõi là doanh số bán lẻ được công bố vào ngày 17 tháng 8, với dự báo thị trường sẽ giảm 0,3% trong tháng 7 năm 2021. Theo ông Melick dự báo, nếu con số này cho thấy mức giảm lớn hơn nữa, vàng có cơ hội chứng kiến một đợt phục hồi khác. Một điều khác cần theo dõi là cuộc họp của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell vào ngày 17 tháng 8 và biên bản cuộc họp tháng 7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, được viết tắt là FOMC, sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 8. Theo chuyên gia Milman nói, mặc dù hầu hết các thành viên của Fed đã trở nên rêu hâu hơn, nhưng Chủ tịch Powell vẫn nhấn mạnh sự kiên nhẫn, vẫn có những mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế, bao gồm cả biến thể Delta, ảnh hưởng đến ngành vận tải biển và nguồn cung hàng hóa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là tổng hợp một số thông tin tại thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới. Thế còn giá vàng chi tiết trong nước ở thời điểm này như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2021. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Hà Nội mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.615.000, bán ra 5.770.000. Doji Hà Nội mua vào 5.615.000, bán ra 5.770.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000. Phú Quý SJC mua vào 5.650.000, bán ra 5.750.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 5.650.000, bán ra 5.705.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Nha Trang mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Cà Mau mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Bình Phước mua vào 5.653.000, bán ra 5.727.000. SJC Huế mua vào 5.652.000, bán ra 5.728.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Miền Tây mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhẫn bố số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ mua vào 5.080.000, bán ra 5.150.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.050.000, bán ra 5.120.000. Vàng 24K mua vào 4.969.3 nghìn, bán ra 5.069.3 nghìn. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.